Các bạn ơi, hôm nay Ngọc dắt các bạn cùng đi với Ngọc đi coi xe Hyundai nha các bạn. Wow. Wow, cũng đông quá ha. Trong đây cũng đông quá chứ. Hôm nay mình sẽ quay cho bạn xem chiếc xe 2022 Santa Fe nha bạn. Thì chiếc xe này á là có giá là 42.000. 4 máy 2.5 turbo charge. 227 horsepower. Cái wheel của nó là 19 inch alloy wheel nha bạn. Đẹp quá ha. Wheel design là rất đẹp nha bạn. Multi spoke nha. Rất đẹp. Mở nắp cho bạn coi đây. Quay bạn cái máy này không? Turbo charge nha. 2.5 4 máy, đây turbo đây. 2.5 4 máy. Máy cũng rất đơn giản, ngắn gọn, nhỏ, không có to, 2.5, máy cũng vừa. 2.5 turbo Ngọc. Cái đầu xe rất đẹp Ngọc ha. Cái logo rất đẹp nha bạn. Rất đẹp luôn, nhìn cái reel rất là hầm hố nha. Đèn LED. Rất đẹp. Ở đây có cái xi nhan. Ngọc, đây Ngọc. Cái mirror thì có cái đèn LED nè. Đèn LED signal nè. Rồi nhìn bề ngang, quay ngang mình xem Ngọc. Có cái roof rail trên đây. Nói chung là màu rất đẹp, màu đỏ cũng đẹp nữa. Rồi đèn, design đẹp quá. Ha. 2.5 LT, 2.5 T đây. Logo Hyundai có cái cần gạt nước. Ở đây có cái spoiler nhỏ. Trên kia có cái đuôi cá mập. Đẹp không Ngọc? Được không? Bao nhiêu bô? À, một bô nha bạn. Có một cái bô đây. Logo đẹp quá. Hộp số 8 cấp Ngọc, hộp số 8 cấp Ngọc. Vô đây Ngọc. Đây cái door panel là Ngọc. Da là Ngọc. Da cũng ok. Cái lò là Harman Kardon nha bạn. Lo Harman Kardon. Ở đây cái door pocket để được cái ly nước nè. Rồi để được là giặt ba cái burrito luôn. Taco Bell luôn. Có hai cái memory seat. Đây là cái power steering bạn, steering wheel bạn. Bọc da nha bạn. Đồng hồ 12.3 nha bạn, 12.3 digital gauge nha. Ngọc thấy không? Cái ghế cũng đẹp nha Ngọc. Ngọc thích cái chỗ này nè. Ừ, chỗ này quá đẹp rồi. Ở đây thì Ford thích cái này nè Ngọc. Metal này thấy không? Aluminium nè. Control mấy cái máy lạnh, máy hít đồ. Đẹp quá. Nóng lạnh đồ. Ở đây có cái nắp rất đẹp. Rất hay anh luôn, nhỏ nhưng mà đẹp. Power on. Oh wow, có cái xe cái drive mode ở đây. Là mình chạy chế độ sport hay là gì đó. Rồi cái cần số này là digital nha bạn, bấm nút thôi nha bạn. Không có cái gear shift. Này mở này ra đây, trong đây có USB, AC van. Cái display cũng rất đẹp. Da, yeah, đây da yeah, bạn. Trên đây là mũ. Đây có cái gì kính chiếu hậu. Trên đây thì có vài nút, chắc có snap nữa Ngọc. Có panoramic á, cửa sổ trời á. Tay lái bọc da nè, rồi có trim metal nè, metal trim nè. Cái này là carbon fiber giả hả? Xích ra Ngọc quay cái. Quay cho các bạn coi đẹp quá. Đây đi. Cái lò rất đẹp. Đẹp không? Đi phô ok. Ngọc nó làm đẹp không Ngọc? Đẹp. Làm cái curve này không? Cái đường cong không Ngọc? Ở đây có cái nút bấm middle rất sang bạn. Mở lên rất là nhẹ nhàng nha. Mở lên rất nhẹ nhàng nha. Đóng xuống rất nhẹ nhàng. Đó, hay em chưa? Ở đây có cổng USB. Mình rất thích cái design chỗ này. Nhìn nó rất là sang nha bạn. Quá trình nút ha. Rất là sang. Chứ nó không để lên trên nữa, mình nó để AC rồi cái màn hình này mình nghĩ cho nhiều mười. Nhìn giống cái này giống máy bay đúng không? Đúng rồi, làm design đẹp. Cái da cũng rất đẹp. Chỗ này cũng đẹp nè. Dưới đây này nó để đồ dưới đây được. Dưới đây có cổng USB đây bạn. Đây là để đồ nè không? Store đây nè. Bên đây nè Ngọc.
Ở đây có nút bấm start stop rồi ha. Cái vô lăng thì được bọc da. Ở đây cái đồng hồ rất đẹp nha, đồng hồ digital. Ở đây có nút start stop rồi ha. Rồi AC vent, emergency light, cái glove box đã đứng đựng đồ hay không? Ừ. Rồi ở dưới cái thảm ngọt thêm có chữ Santa Fe kìa. Đằng sau thì có cái sunshade. Sunshade đây. Door panel thì có da đây, nhựa đây. Cái loa Harman Kardon. Door pocket rất đẹp. Da đẹp. Mai nhồi nha bạn. Mai nhồi nha, phô được xếp được nha bạn. Da là sao? Da rất đẹp. Ở đây có cái AC vent. Có hai cái USB nha bạn. Ở đây có cái cục điện chạm đó nha bạn. Đây là ghế, 5 ghế, xe 5 ghế. Xếp được, xếp manual nè. Rồi, ở đây rất rộng nha. Có cái room rất rộng. Đằng sau á, à, coi đằng sau có gì không nha. Để mình sẽ kéo lên. Để mình sẽ kéo lên, đằng sau có gì nha. Để ở dưới đi. Thiên Ngọc. Chào. Mở đằng chuông sao cho bạn coi nè. Chuông sao. Wow, very roomy nha, rộng nha bạn. Mở lên đây, ở đây có cái gì? Có cái jack đội xe. Ở đây có mấy cái wheel lock. Này cái gì? Ồ, oh, đừng rộng quá Ngọc ha. Ngọc, design rất hay Ngọc ha. Không có thái độ chứ nè, hai mình khai định đằng sau nè. Ở đây có nè, ở đây có nút để bấm nút như là ghế Ngọc. Có 12V đây, có output 2V đây. Oh, nice. Đẹp. Này cũng có cái giường twin queen. Ngọc quay từ ngoài vô cho bạn thấy nè. Khu không? Rộng không? Rộng chứ. Rộng thanh thang ha. Dài to ha. 42.000 nha bạn, không rẻ nha bạn. Santa Fe 2022. Đẹp không? Quá cool luôn. Ngọc, chốt đẹp không? Chốt làm ngộ quá ha. Làm cái thùng ngắn cũng mà Ngọc. Chốt kiển Ngọc ơi. Chốt kiển, quay bạn coi vòng đi. Đèn sau nè. Chiếc này mình không biết giá nè, chắc mấy chục ngàn. Ba có chục ngàn cũng dở đâu, mắc lắm. Đẹp. Cái đầu ngộ Ngọc. Ngọc. Quay đầu cho bạn xem Ngọc. Đó, đầu xe Ngọc không? Dữ như sư tử luôn. Cái reel này là cái reel này bây giờ là đề mới là Hyundai làm giống nhau bạn. Giống như là cái trademark của thằng thằng Hyundai vậy đó. Đẹp quá. Đèn đèn ngọc. Đèn led rất khí luôn, mắc khí. Đi let's go. Service đó Ngọc. Service đó. Ok, let's go. Thì Ford đã quay xong với bạn xem chiếc xe 2022 của Santa Fe rồi. Thì bây giờ Ford tạm biệt các bạn nha. Hẹn vào lúc sau nha. Bye bye.